trong lớp 12A có chàng nam với Thanh Vy. Vy thân một bạn tên Chi, dù ngồi cách một bàn, nhìn chung là Chi thích nam, thế nhưng nam cự tuyệt thính môi. Vì nam thích bản thân của Chi dưới một bàn. Bạn nam có siêu năng lực, có thể quay ngược thời gian, ngày ngày đi đến hiện tại mua coi trà cho Vy. Thiệt hại 5 lít mỗi tuần, thế nhưng nam chẳng nản chi. Vy thích đan trường nhưng không biết cao toàn mỹ. Rồi một hôm chợt Vy bỗng nhìn thấy bóng hình trong mơ. Từ đằng xa một thầy sơ mi trắng lạnh lùng bước xuống, thực tập ngay đúng lớp mình luôn. Em có thai thầy ơi, nhưng sao thầy lại dạy môn sinh ngay đúng môn mình ngu nhất. Và một hôm trời mưa to, bạn Vy đứng lạnh có gió. Dù Vy mang đầy đủ áo mưa nhưng vẫn cố tình ném thính. Thầy liệt đớp thính sau vài giây. Vy ước mơ cả sáng, Vy đưa thầy chạy lon ton đi hết luôn Sài Gòn. Mình nhớ rõ nhà em Vy ở ngay quận 1. Thế bất nào nó bao nhà ở Củ Chi. Về nhà sau chuyến đi dài, tóc tai áo quần đều ướt, toàn thân đã ướt như chuột, thế sao cặp vẫn khô. Và rồi Vy bỗng nhớ lại, nhớ cơn mưa chiều tầm tã, chiếc kính 5000 Vy coi như là vô giá. Thật ra Vy là học sinh giỏi lý đã nhiều năm nay, học trong sách Vy luôn cố tìm cách thực hành lý thuyết. Này thì tính khóc với cự ly, vận tốc với thời gian, Vy phi một mạch như bay. Ôi chẳng có một sai số. Ngày nhà giao cả lớp tới nhà Vy vẽ vời binh bao. Làm về nhà giao mà sao cứ ngồi gấp chim cỏ mãi thế. Rồi cả lớp chúc sinh nhật Vy. Thầy có món quà tặng Vy, đó chính là chậu sen đá sell off 20.000. Lòng đang vui thì con Chi chạy đến báo thầy đau tim. Giật luôn xe Vy hộc tốc phong đến bệnh viện trong đêm, để lại Chi đứng đờ đằng sau. Con kia, mày đã biết địa chỉ đâu? Không biết địa chỉ nhưng Vy vẫn đến được phòng cấp cứu. Vừa mới đến thì một Chi tóc ngắn đã ngồi sẵn đây. Vừa nhìn Vy, Chi vừa nghĩ không biết là người thứ mấy. Rồi xô Vy ngã ra đằng sau. Vy đứng hình hồi lâu, mưa rơi để lại đông thinh trong giấc mơ buốt lại. Tội nghiệp Vy, vậy là đi là xong mối tình đơn phương. Còn ông Nam mặt buồn thiu nhưng ngỡ trong lòng phấn khích. Tuổi trẻ ăn cơm chi để lớn, con ăn thính để mà khôn, cho nên là đừng khóc nữa, trai đã hết được luôn đây. Còn thầy Vũ, thầy chia tay chị tóc ngắn vài hôm sau.
người thầy thích là bạn nữ cùng lớp vì 12A. Cả tập không nói lây một câu, nhẹ nhàng tấn công đằng sau. Hot girl của 12A, tên hot girl Hương Tràm.